Kính chào quý vị. Tôi trân trọng mời quý vị nghe một bài viết của ông Trương Văn Út. Biệt hiệu Mũ Đỏ Út Bạch Lan. Đại đội 2 trinh sát nhảy dù. Không biết tại sao nhiều người viết và nhắc tới đơn vị Đại đội 2 trinh sát nhảy dù. Nó cũng giống như hàng trăm, hàng nghìn đơn vị cấp đại đội khác cũng đánh giá cũng quánh lộn quýnh chúng ba gai coi ông trời bằng cái nắp vung khiến nhiều lần tôi cũng phải phát khùng hóa điên vì nó nhầm tính ra tôi làm đại đội trưởng cái đơn vị này gần sáu năm dài chứ ít ỏi gì sao lớp này ngã xuống lớp khác bổ sung đến rồi đi đi rồi quay trở về có nhiều ông thiên lôi quậy tàn canh gió lốc thần thiên chứng kiến cũng sầu bi lắc đầu ngao ngán lẫn hô hố cười sảng khoái ma quỷ lỡ độ đường cúng quẩy cô hồn tháng bảy linh lạc bay tứ tán muôn phương nhìn thấy cũng buồn khóc lẻ loi lòi le một mình như thế như vậy và như thị ha <laughs> Nhưng khi sung chiến trận, thì có tổng lãnh thiên thần Mikael, đỡ đầu là hộ pháp của binh chủng nhảy dù dáng thế, cũng chưa chắc đã can gián, phân bua, đình cản mấy ấm được. Nhiều trận xông vào những mục tiêu cửa tử chết người, quan chưa kịp chỉ huy điều động, thì đã nghe thấy mấy ông thiên lôi đã đứng trên miệng hầm, vạch quần tè xuống hầm, với giọng cười ha hà khoái trá. Việt Cộng đang trong sống từ dưới bắn lên giòn tan. Thiên lôi, nhoài mình nhanh nhẹn tránh né tinh ranh như sóc cáo và rút chốt lựu đạn thầy lỗ như đánh bi, đánh đá dẫn mặt từ thần ngỗ ngáo, nghịch ngợm như trong thôn xóm những ngày còn thơ dại hồn nhiên và đau thương tan nát như vỡ đi từng mạch máu co thắt nhói tim khi phải vuốt mắt tiễn đưa bằng hữu và những đứa em thiên lôi về vùng năm nơi cõi mịt mùng mà đời không còn gặp lại nhau ôi bằng hữu đã lên đường quá vã trận mạc tan tành không một nén hương tiễn nhau đi lửa cháy đỏ thôn làng tôi yên lặng cúi đầu như pho tượng những ai đã từng chung cam khổ hiểm nguy trên chiến trường trong quãng đời quân ngũ dài lâu ắt hẳn sẽ đồng cảm với anh em chúng tôi những sĩ quan hạ sĩ quan binh sĩ thấu nỗi gia đình huynh đệ chi binh không phải chỉ là từ ngữ để chỉ thứ tình nó bàng bạc như hời hợt mông lung mà lại rất gắn bó thắt chặt và tình thâm như huynh đệ thủ túc sống chết hết lòng bảo vệ cho nhau đôn đốc nhắc nhở kinh nghiệm chiến trường sĩ quan om lính những kinh nghiệm từ sinh qua bề dày trận mạc như những châm ngôn những quy tắc để giữ thân và chiến thắng trên chiến trường mỗi ngày qua thêm khốc liệt. Vì kẻ nội thù Bắc quân có cùng một giống nòi Việt Nam với chiến đấu tính tinh xảo kỳ tuyệt. Đã được hôn đúc kinh qua ba trường thiên chiến cuộc chống cự với giặc phương Bắc để dựng nước, giữ nước và mở nước đến ngày nay. Nên ta rõ thấu địch và địch cũng tỏ lòng ta. Nhưng quân dân miền Nam khác với rợ Bắc Cộng vì chúng ta thiện, lành, hài hòa và văn minh biết trân quý cái tốt đẹp từ bản chất con người, đãi lọc văn hóa của mình, cắt tỉa văn hóa du nhập tự vương sang, sao cho hợp với mình, với thời làm thêm phong phú văn vẻ rồi thì là Việt Nam điển hình như người Sài Gòn mà tứ dân địa phương Nam Trung Bắc hội tụ hòa nhập rồi lẫn vào nhau thành cái đặc trưng dân Sài Gòn nếp sống Sài Gòn giọng nói Sài Gòn loài chim xe sẻ là những thị dân chuyên cư trú trên mái nhà trong thành phố cũng có đời sống sinh hoạt cộng hưởng với thị dân thứ thiệt rất Sài Gòn, rất bản lĩnh, rất hào phóng, rất anh hùng mã thường và cũng rất lè vè nhậu nhẹt cũng ly chí chát, cân nhạc xen lẫn vọng cổ hòa điệu chẳng phiền hà di ráo trọi nhưng thói tiểu nhân chơi xấu cạn chớn nịnh trên đạp dưới là không được làm bạn chung mâm chung bàn tao chậm cho mày thấy mẹ là thuật ngữ ban cho những thằng cà chớn kèm theo vài cú đá đạp văng ra đường nạn nhân xịt máu mũi phun ra vài cái răng cửa thích đáng biểu đồng tình vì vậy cho nên từ đại đội phó đến binh nhì vừa về đơn vị trình diện là quan quán mục xem chân cảng anh hùng lượng định hào hớn lương sơn hay gà mái để mà xử thế an bày trong hàng quân sao cho hợp tính cách hữu dụng và trên hết là thân tình, tự tâm thể hiện, thân cận, thân giáo để làm gương. Tôi thương mến tất cả thuộc hạ Trong thế đứng chỉ huy trong đại đội hai trinh sát nhảy dù đơn vị tinh nhuệ, thiện chiến ưu tú của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và họ làng thượng thừa của tôi trong tình nghĩa cao thượng tự sinh xương máu trên chiến trường và họ chính thật là bản thân thủ túc của tôi. Những khi dưỡng quân an bình ngắn hạn, tôi vẫn thường lên lớp căn dặn mấy ông thiên lôi như tố nữ kinh Bự Giáng, Các anh em, mấy ông con nội, mấy ông thiên lôi, mấy tên cả chớn tụ bay tụi mày là lính của đại đội hai trinh sát nhảy dù nổi tiếng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi chiến đấu thì hiên ngang trên chiến trường, nhưng về thành phố phải thể hiện phong cách thanh lịch con nhà. Không như khỉ đột về thành, mà thanh lịch làm sao chứ? Họ vừa mới được bốc ra khỏi trận mạc tử địa, thì chỗ ngay đủ mọi phương cách kỳ xảo mánh mung là dù trốn ngay ra phố mặc cho anh bốt đờ xô lãnh phạt thả gian không cần bán vé bị quân cảnh hốt giải giao trả về đơn vị quan tra vấn lính trả lời ngâm nga tóc nàng dài nàng cài hoa thiên lý tóc em dài quân cảnh khí đầu em quan tôi không nhận được cười, bèn thị uy ngọt. Thôi đi, đi hát tóc đi ông có nội, hết ý. Tháng 5, năm 1972 Đơn vị vất vả tà tơi, sau một tháng ăn thua đủ với sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt. Là một sư đoàn chủ lực thiện chiến, thuộc quân đoàn 3 Việt Cộng, tham gia chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972. Đắc Tô, Bon Chu Pham. Đơn vị của tôi chỉ được an dưỡng 6 ngày tại hậu cứ, chờ bổ sung quân số và tái trang bị, lại cấm trại 100%. Nhận lệnh hành quân kế tiếp là vào chiến trường Quảng Trị, sáng ngày 14 tháng 5 1972 sau phiên họp hành quân ở bộ chỉ huy lữ đoàn hai nhảy dù đại tá trần quốc lịch nói đại úy út ở lại gặp tôi ngồi trong văn phòng riêng của lữ đoàn trưởng tôi hơi lo âu hồi hộp không biết sự việc hung hay kiết vì cách đây bốn ngày tôi đã lén lút cho phép tất cả quan và quân được về thăm nhà bốn ngày và phải trở về đơn vị đúng thời hạn nếu có lệnh lên đường hành quân lúc này thì tôi lãnh đủ. Vì quân số bây giờ chỉ còn có năm bảy chục mạng ở trại gia binh mà thôi. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu rồi tan biến ngay đi. Vì tôi biết chắc chắn rằng ông sẽ châm chế không nỡ khiển trách tôi và đơn vị. Vì tính ông bộc trực, cảm thông với binh sĩ đồng khổ cực, gian nguy ở chiến trường lại nữa, mới vừa hai tuần lễ qua, chúng tôi đã vào sinh ra tử cứu ông và bộ chỉ huy lữ đoàn bị địch trùng trùng tứ phía tấn công ở Võ Định và căn cứ 43. Tôi tự hỏi, Mission Impossible chăng? Nhiệm vụ bất khả chăng? Có thể lắm. Ông bước vào vòng ra sau ghế ngồi của ông cười cười rồi ra lệnh. Anh nghe đây, đây là khảo lệnh anh không cần biết của ai khi ra đến phú bài anh phải làm như thế này thế này thế này anh có gì thắc mắc không thắc mắc cái gì bây giờ thi hành trước khiếu nại sao tôi chưa bao giờ nhận một lệnh hành quân nào tiếu ngạo giang hồ như thế này sau này tôi mới biết đây là chỉ thị riêng của trung tướng dư quốc đấm qua lời yêu cầu của trung tướng ngô quang trưởng tư lệnh quân đoàn 1, lệnh hành quân đóng phim trong khi mặt trận Quảng Trị và Huế đang bước vào giai đoạn sinh tử khốc liệt. Sư đoàn 3 bộ binh như tan biến nơi nào đó. Sư đoàn 1 bộ binh đang vất vả hiểm nguy chữ từng ngọn đồi trên dãy trường Sơn phía Tây Huế. Cùng với Liên đoàn 1 biệt động quân, Sư đoàn Thủy quân lục chiến đã rút về án ngữ phòng tuyến phía nam sông Mỹ Chánh. Lữ đoàn 1 nhảy dù và lữ đoàn 3 nhảy dù đang hỗn chiến Bắc quân Việt Cộng ở An Lộc. Lữ đoàn 2 nhảy dù đã tự chiến Bắc quân ở mặt trận Tam Biên, giờ như mảnh hổ thấm thương què quạt, đang gom bi chờ phục hồi sinh lực. Bây giờ còn lại đơn vị tôi, anh hùng sông Tứ Phương nơi nào cực hiểm nguy như chỉ mảnh treo chuông. Tử thần bắc quân lợn vẫn cường bảo tấn công, vây hãng chờ đoạt hồn quân ta. Thì đại đội hai trinh sát nhảy dù, được điều động ném ngay vào tử địa. Nay, đại đội trinh sát nhảy dù lại được lệnh đi đóng phim, thì quả là thiếu lâm thật. Mà là đóng phim thật mới tuyệt làm sao chứ? qua những thước phim nhựa của trung tâm điện ảnh quân đội này đã chứng tỏ đại đội trinh sát hai nhảy dù của tôi thật thanh lịch trên đường phố Huế vào mùa hè năm 1972 như thế nào đây là những scene và casting tài tử là Quan và Quân đại đội hai trinh sát nhảy dù đóng phim đánh đấm và trấn an dân Huế rất ư tận tình và xuất thần ngày 15 tháng 5 năm 1972. Khi vừa đến phi trường Phú Bài, tôi gọi tất cả bốn sĩ quan trung đội trưởng, sáu sĩ quan toán trưởng, thường vụ, sĩ quan tiền trạm họp bỏ túi tại chỗ. Mỗi người đã có sẵn bản đồ hành quân trên tay, được phân phối khi còn trong C-130 trên đường bay ra xứ Huế. Tôi bắt đầu ra lệnh hành quân đóng phim các anh cũng biết chúng ta là đơn vị nhảy dù đầu tiên đến Huế và sẽ vào quản trị từ khi quản trị đã bị mất vào tay cộng quân. Bây giờ thì hãy ghi nhớ những khẩu lệnh của tôi. Nếu chỉ một hành động sơ suất nào thì các anh phải trực tiếp chịu trách nhiệm. Thôi, tất cả đã thông suốt. Cứ thế mà thi hành, nhớ luôn luôn trên máy. 10 giờ 30 phút sáng. Đoàn xe 6 chiếc GMC lăn bánh chạy rời khỏi phi trường với chiếc jeep có huy hiệu con ó nhảy dù dẫn đầu. Theo lệnh, tất cả quân nhân khi lên xe tháo ba lô để xuống sàn xe thay mũ sắt bằng mũ đỏ chỉ có dây ba chạc và súng cá nhân không được ngồi mà phải đứng quay mặt ra ngoài thành xe trình diễn khí thế được cầm bằng đồ vào đại lễ dẹp trừ bạo loạn và an dân. Tôi dẫn đầu đoàn xe chạy thật chậm, khoảng chừng được vài cây số cho dừng lại trên quốc lộ 1. Ngược đường trước mặt là đoàn người chạy loạn, hàng trăm, hàng nhiều ngàn nam phụ lão ấu, đàn ông, đàn bà, con nít, tay gồng vai gánh thân nhân, đồ vật với xe lam, xe bò xe đỏ, xe đạp xe máy chất đầy bao bị tất tả đang hướng về phía nam đại lộc lăng cô đèo hải vân tai tử đại đội trinh sát hay nhảy dù bắt đầu đóng phim họ nhảy xuống xe tận tình tận lực phụ giúp đẩy những chiếc xe do người kéo cực nhọc nặng nề bồng mấy đứa bé mà bà mẹ đang cõng tay bồng tay chắt, dăm ba đứa bé con mấy ông thiên lôi nhanh nhậu móc trong dây ba chạc những hộp trái cây thịt ba lát thuốc lá cà phê trong khẩu phần ra sông c phân phát cho mọi người hệ hạ rất ư là chí tình quân dân như cá với nước và phim đã trở thành thực trước tình huống đùm bọc chở che đồng bào hoạn nạn trong chiến cuộc thật sự cảm động đã có nhiều giọt lệ ứa trên khóe mắt đỏ cay vì thiếu ngủ không ngăn được chảy dài trên làn da mặt đen đùi rám nắng dạng dày chiến trường của mấy ông thiên lôi và đồng bào đồng cảm ôi có hạt kim cương nào sánh bằng những giọt nước mắt thấm đượm ân tình trong cơn tao ngộ hoạn nạn này Các ố lan lĩnh con ỏ hỉ bộ đội cộng hòa hỉ tụi túi tôi đóng ha ai tự Quảng Trị chạy vào Huế cả tháng đi. Khổ quá, phải chạy tiếp vào lăng cô kiếm thọc, kiếm cảm mắm mà ăn đòi quả. Bà con ơi, bà con ơi, lĩnh du đây nè, lĩnh du trở ra Quảng Trị đi. Chúng tôi còn nhiều pha đóng phim và có nhiều trường hợp trạng huống như thật lẫn lộn, chẳng biết đâu là thực hư rất truyền cảm. Và cũng rất nực cười khoái trá tạm quên đi mai đây chúng tôi sẽ phải xông vào nơi gió cát với súng nổ đạn bay xé rách không gian không biết ai còn ai mất trong cuộc tử sinh chúng tôi và đoàn người chạy loạn tiếp tục xuôi ngược cuộc hành trình lên đường ra huế bất giác tôi tự hỏi những ngày tháng kế tiếp rồi họ sẽ ra sao và về đâu Tôi làm sao biết được khi mà thành phố Huế trước mặt đang trong tình trạng hỗn loạn, tan tóc, thê lương. Đoàn xe dừng lại phía bắc cầu Tràng Tiền. Trung đội một trinh sát nhảy dù, phụ trách khu quốc học Đồng Khánh. Trung đội hai trinh sát nhảy dù, trách nhiệm khu Đài Phát Thanh, Đại học Luật Khoa, Văn Khoa. Trung đội ba trinh sát nhảy dù, đi dọc xuống vĩ dạ ba lô mũ sắt để lại trên xe súng cầm tay dây ba chạc mũ đỏ tinh anh hành quân dạo phố với phương châm ghi nhớ nằm lòng phải thanh lịch phải tươi cười nhã nhặn vẫy tay vẫy tay phe phẩy chào hỏi với mọi người trên đường phố như thân thương tạ áo tím ngày thanh bình chưa có bóng giặc răng hô mã tấu từ núi rừng kéo về chặt đầu chôn sống trong những hố hào lấp cạn. tôi chợt nhận ra là mình như đã quen thuộc với huế qua những tác phẩm văn chương tả về huế và nỗi niềm của bản thân kể chuyện tình của anh khi đóng quân ở huế trước kia rất vui rất tình và cũng rất ngỗ ngáo dễ thương lính ồn ào trêu ghẹo sổ sàng không thanh lịch lại nữa dù ở đâu trên đất nước việt nam cũng là quen thuộc xứ mình biết bao tình vì là quê hương mà núi ngự bình không chim buồn sao xác đò sông hương vắng khách đĩ kêu trời và hôm nay ngồi đây hồi tưởng lại mối tình ray rứt với người em xứ huế chưa nguôi cái dịu dàng lãng mạn như tiết xuân thoảng nhẹ qua cành trồi mai non buổi sớm nhưng nồng nàn âm ỉ dễ bốc cháy bùng ngọn lửa trong lò nấu bánh tét bánh nậm giao thừa của nửa đêm về sáng huế đấy huế của tôi huế với thành nội với lăng tẩm hồ tĩnh tâm cổ kính với những tà áo tím buồn muôn thuở buồn não thiên thu những ngày mưa tầm tã mưa rả rít chai dẳng như không muốn tạnh mang theo hơi lạnh hoang vu của cây cỏ gãy đổ làm tan tác kim long làm thêm cho 12 nhịp cầu trường tiền như muốn run rẩy vào cô quạnh chi lạ hay chính tâm hồn tôi đang nội cảm hàn vì chiều mưa qua phố huế ôi cầu trường tiền dài 12 nhịp. Lỡ thương nhau rồi, không biết duyên kiếp về mô. Tiếp tục trên đường tiến quân, bắt gặp những quân nhân ăn mặc sốc xích. Chặn lại xét hỏi giấy tờ, không giấy tờ, lịch sự mở lên xe và canh giữ tại chỗ để giao lại quân cảnh sau đó. Cũng không quên mời họ một điếu thuốc hay một gói cà phê instant từ Rasong -Si, rất ư là thanh lịch. Trung đội 4, trinh sát nhảy dù, trung đội viễn thám và bộ chỉ huy đại đội đặc trách chợ Đông Ba, thành nội. Đường Trần Hưng Đạo từ cầu Bạch Hồ xuống tới cầu Đông Ba và những màn trình diễn thật ngoạn mục. Út Bạch Lan, 207, tới đâu rồi? 207 là danh hiệu truyền tiên của Đại tá Trần Quốc Lịch. Trình 207, mọi việc diễn tiến như đã hoạch định. Nghe có tiếng âm thoại khác là lạ, lạ trong máy. Út Bạch Lan, đây Thái Xuân. Thái Xuân là thiếu ý Thái, trung đội trưởng, trung đội 2, quân cảnh 204 của sư đoàn nhảy dù. Tôi nghe, đích thân đang ở đâu? Đầu cầu trường tiền, Đích thần chờ tôi, tôi sẽ đến đó ngay. Năm phút sau, chiếc xe Jeep Mui Trần quân cảnh 204 của sư đoàn nhảy dù chờ tới, ném vội vã lên GMC của trung đội Viễn Thám. Hơn hai chục bộ quần áo bộ binh bẩn thiểu rách rưới, hơn chục đôi dép không chiếc nào giống chiếc nào. Sáu toán Viễn Thám thay đổi trang phục chớp nhón, xong phóng vội xuống xe biến mất trong lòng đường phố thượng sĩ nhất nguyễn tá thường vụ đại đội anh nguyên là võ sư võ bình định mỗi lần mấy ông thần ba gai phạm kỷ luật trình diện thượng sĩ tá thường vụ thì cũng thường có cái màn khúc nôi khóc lóc không thể nín cười được thượng sĩ nhìn em thượng sĩ cười em nhìn thượng sĩ lệ em rơi. Vợ em mới đẻ ngày hôm trước, trễ phép vì em rước vợ dìa. Đến 12 giờ trưa, trong khi tất cả đơn vị đang thi hành nhiệm vụ, tôi vào nhà lồng chợ Đông Ba tìm sạp cơm tôm chua thịt ba rọi luộc, rau sống với trái vã để ăn trưa ba máy prc làm kêu rè rè bên cạnh, một máy hàng dọc với các trung đội, một máy hàng ngang với thiếu ý thái quân cảnh, một máy trực tiếp với lữ đoàn, một cô bé mang rổ rau và tô cơm trắng, đặt lên bàn ngập ngừng hỏi, các ố la lĩnh nhảy du hả? Ừ, cô ta bỗng la lên, mẹ ơi mẹ, định du ni, lĩnh du ra huệ rồi ni một cảm xúc không thể diễn tả nỗi lâng lâng dâng ngập trong hồn tôi khi nhìn cô bé mang đĩa thịt luộc trở ra bàn với gương mặt rạng rỡ vui mừng cười chúng chiến và nói mời ăn đi mày ăn hết em mang ra nữa Tết Mậu Thân 1968 lần đầu tôi ra Huế cố đô được phủ cả một dài khăn sô ngút ngàn nước mắt. Thành quách phố phường đổ nát, với những đống gạch vụn điêu tàn vẫn còn vương mùi thuốc xuống. Và cái âm khí rờn rợn cô hồn, tan tóc u uất thê lương, vướng vít oan khiên, trong những cơn gió chợt thổi hơi xe lạnh thoáng qua. lắng nghe trong âm thanh im lặng quá vãng không còn hiện hữu trong thế gian này nhưng những dòng chữ huyết lệ của cô nguyễn thị thái hòa là một điển hình nạn nhân xứ huế viết trải phơi bày tố cáo những kẻ giết người với căn tính ác độc thù hận đằng đằng sát ký của anh em hoàng phủ ngọc tường hoàng phủ ngọc phan nguyễn đắc xuân nguyễn thị đoan trinh Tôn Thất Dương Tiệm, Lê Văn Hảo trong cuộc tàn sát bè bạn sinh trưởng lớn lên cùng trong non nước thần kinh và thương về cố đô yêu dấu. Trên đoạn đường từ Văn Khoang, ngang qua trường Thiên Hữu, cầu Kho Rèn, lên tới nhà nội chúng tôi, thấy nhiều người bị trói dính chùm vào với nhau, đi trước mấy người mặc đồ đen đi dép râu mang súng súng nổ tư bề mà sao không thấy bóng dáng lính mình ở đâu cả chỉ thấy lính bộ đội bắc việt khắp mọi nơi trên đường hàm nghi nguyễn thị đoan trinh chạy ngang nhà nào mà y thị gật đầu là y như rằng trong nhà đó có người bị bắt đem ra người thì bị bắn tại trước nhà người thì bị dắt đi mấy ông bà cụ trong nhà chạy theo nằm lăn ra đường khóc la thảm thiết bộ đội ngoài bắc thì cứ chửi thề luôn miệng đeo mẹ câm mồm ông bắn bỏ mẹ bây giờ chúng tôi đem hải vào nhà đặt anh trên đi văng ông nội lấy mền đắp lên sát hải hai người anh tôi đang trốn trên trần nhà đòi xuống nhìn mặt hải ông nội không cho. Anh Lộc giờ nắp trần nhà sát góc tường, thò đầu xuống vừa khóc vừa nói. Ti, đẩy cái ghế đầu qua cho anh. Tôi nghe lời ra đằng sau bếp, lấy cái ghế đầu mang lên, để ngay góc phòng cho anh Lộc nhảy xuống. Ông nội ngó lên, cua cua hai tay giọng ông lạc đi. Đừng xuống, ông nội lại con, đừng xuống ở trên đỏ đi ma anh kính đang ở trên đó cũng đang khóc lộc chưa kịp nhảy xuống thì nghe tiếng nói tiếng chân người ngoài sân anh vội vàng đóng miếng ván lại thì bọn hoàng phủ ngọc phan cũng vừa vào đến thấy phan bước vô mặt văn biến sắc anh lắp bắp nói với ông nội anh phan cho tụi con đem xác về đó ông ơi. Ông nội đứng im không nói. Hai mắt cú vỏ của nó ngó ông nội hỏi. Thăng Lộc, thăng Kình ở mô. Ông nội nói, tôi không biết. Phan gằn nhọc. ông thiệt không biết tụi hành ở mô. Tụi hẳn năm mô cũng về ăn tết ở đây mà ông không biết răng được. Ông nội nói, ba ngày tứ ngày tết Ăn xong thì tụi hẳn đi chơi, đi thăm bà con họ hàng chứ chẳng lẽ ở nhà hoài rắn. Chơi thì tôi biết, tôi hẳn ở nhà mô mà chỉ. Mắt Phan ngó láo liên khắp nơi, chợt thấy cái ghế đậu ngay góc phòng. Nó cười khan một tiếng. Tôi đứng núp sau lưng ông nội. Hoàng phủ Ngọc Phan hung ngang bước tới. Xô ông nội qua một bên nó nắm lấy tóc tôi kéo tôi ra về phía hắn Tôi ngó lên trần nhà la lớn lộc kịnh hiệp tụi may không xuống tao bằng công ty nó vừa nói vừa xoáy mái tóc dài của tôi trong tay nó đẩy tới đẩy lui tôi đau điếng tôi sợ tôi run lẩy bẩy nước mắt ứa ra nhưng không dám la thành tiếng ông nội tôi chắp tay lại nó như tế sao? Tôi lại ăn, tha chào tôi, con gái con lửa, hẳn biệt chi mô. Thằng Phan càng la lớn. Áo biệt tụi mi trên đỏ, có xuống không thì nói. Áo bằng con ty. Nói xong, Phan xô tôi té xuống. Lấy chân đạp lên lưng. chỉa mũi xuống lên đầu tôi hô. Một, hai ba lập tức anh lộc mở nắp trần nhà thò đầu xuống la to đừng đừng bằng em tao tao xuống để tao xuống ông nội tôi chạy lại giữ cái ghế cho anh bước xuống hai chân ông run ông té sấp đang lúc anh lộc tìm cách tuột xuống thò hai chân xuống trước hai tay còn vị trần nhà khi đôi chân vừa chạm chiếc ghế đầu thì Phan đã nổ súng. Đạn trúng ngay chính giữa cổ, máu phọt ra. Anh Lộc dãy dụa mấy cái rồi nằm im. Mặt ông nội tôi la hét thất thanh. Phan chìa súng bắn lên trần nhà. Nghe tiếng anh kính lăn tới đâu, nó bắn tới đó. Bắn nát trần nhà, hết đạn. Nó giành lấy cây súng của một thằng khác bắn tiếp cho tới khi anh kính tôi rớt xuống theo mấy miếng ván. Anh Văn ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt, bịt tai, run lẩy bẩy, ngồi kề bên cạnh anh, người tôi tê cóng, đái ỉa ra cả quần. Ông nội tôi nhào tới ôm anh kính, hai mắt trợn trừng. Anh đang thều thào những lời sau cùng. Ông khóc Ông chửi rủa thằng Phan. Nó say máu. Nó bắn luôn ông nội tôi. Ông tôi đổ xuống bên cạnh anh Kính. Kính thưa quý vị. Đó là những cái chết oan khiên của những người ruột thịt thân yêu mà tôi phải chứng kiến tận mắt với muôn ngàn đau đớn. Trong bà con thân tộc nội ngoại hai bên của tôi, có rất nhiều người bị bắt đi ở nhà thờ Phú Cang một số bị bắt ở nhà thờ dòng chúa cứu thế số người bị chôn sống mất tích lên tới 70 người tất cả đều là học sinh sinh viên thường dân nông dân buôn bán ở chợ an cựu thưa quý vị ngưng trích ở đây sau tết mậu thân những hầm mộ chôn vùi nạn nhân xứ huế bị quân Việt Cộng chôn sống đã được thân nhân đào bới truy tìm. Tổng kết đã có hơn 5.747 bộ hài cốt được cải táng và mãi cho đến ngày nay và mãi sau nữa cứ mỗi lần đông qua xuân đến người người vui xuân đón Tết thì ở Huế nhà nhà cũng cúng dỗ người thân yêu đã bị Việt Cộng giết trong Tết Mậu Thân 1968. Đây là chiến thắng đáng được Việt Cộng tự hào, cổ võ và mồm loa mép giải rêu rao là thành quả của giải phóng miền Nam ư. Bây giờ là mùa hè 1972, tôi trở lại Huế lần này. Sau 4 năm, dù rằng Huế đã một phần nào phục hồi sinh lực, vết hành đớn đau tết mậu thân có đôi chút nguôi ngoai. Nhưng hôm nay, nỗi phập phòng lo sợ khi hàng vạn dân quân từ Quảng Trị chạy về tá túc tị nạn, làm thành phố thêm hỗn loạn vô trật tự, dễ thường tan vỡ thật không lường. Nên, đại đội 2 trinh sát nhảy dù được chọn để đóng phim khử loạn an dân theo kế sách chiến tranh chính trị của thượng cấp đề xướng ban khẩu thị và mấy ông thiên lôi thi hành rất hữu sự. Bịch bịch bịch, tôi liếc ra ngoài thấy thượng sĩ tá đang biểu diễn võ bình định, đá song phi, đấm vào ngực, pha thêm chút judo, vật ngã mấy tên mặc quần áo xốc xích, không mũ, không giày, đang lang thang định phá rối trong chợ đám lính nhảy dù lao tới nắm cổ áo lôi xanh sạch quẳng lên hai chiếc gmc đang đậu trước cửa chợ đông ba ở phía bờ sông hương trung úy thông thì đoàn trưởng với mũ đỏ đang xét giấy tờ hai tên tóc dài mặt nghênh nghênh ngỗ ngáo đúng má mấy ông làm gì xét giấy tờ của tôi bịch 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 hai tên ngã lộn nhào xuống đất lại ăn thêm một bán súng vào bụng một lính nhảy dù, rút dây nịt, trói tay, bẻ ngoặt phía sau, đẩy lên xe. Ở chợ Đông Ba, một tên mặc quân phục rách rưới, nhưng mang đôi giày xô của nhảy dù, bước vào quán ăn mắm tôm chua của bà bảy xíu. Đói quá, có cái gì cho tôi ăn không? Cô bé trả lời, dạ dạ, chỉ có cơm với mắm tôm chua thôi. Được, mang ra đây hắn ngốn tập vào mồm như kẻ chết đói lâu ngày. Rồi xô ghế nghênh ngang bước ra khỏi quán, không trả tiền, không một lời nói. Khi bỗng nghe, bích bích bích, Trung Sĩ Minh đang giữ máy truyền tin của tôi với cái máy PRC25 trên vai, chờ bắn súng M18 dọc vào bụng tên lính anh quyệt, nghe tiếng hự, hắn ôm bụng lăn lộn trên mặt đất sau đó bị đẩy lên xe trung úy mỹ đang ở khu quốc học đồng khánh gọi đích thân tôi cần vài ba thằng đào ngũ chờ đó chiếc xe jeep chờ bốn tên đã bị bắt phóng trở qua cầu tràng tiền thả xuống trước dinh tỉnh trưởng thừa thiên thi hành nhiệm vụ chờ cho đến bốn giờ tan học nam sinh quốc học nữ sinh đồng khánh túa ra đường như bầy ong vỡ tổ bốn tên lính đào ngũ bắt đầu nham nhở chọc kẹo một màn biểu diễn nhảy dù cứu mỹ nhân thi thố tê côn đu đá tung vào ngực đối phương phường bùi kiểm phải gió ép liễu gẹo hoa không thanh lịch giữa chốn học đường phồn hoa còn nếp văn miếu ơn thầy quốc tử giáng lục sáu tam ba gia nhà quốc nước bịch 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 hức hức bọn du đảng bốn tên lính đào ngũ nham nhở bốc hốt nữ sinh đã bị trừng trị hạ đo đất ngoạn mục và bị xúc lên xe quân cảnh chở đi hoạt cảnh giữa lính dù và bốn tên đào ngũ diễn ra trước hàng trăm cặp mắt tò mò thích thú thán phục của đám học trò nam thanh nữ tú nghịch ngợm kháo nhau như họp chợ từ thành nội trung đội 4 trinh sát nhảy dù cũng báo cáo tình hình chiến sự tương tự tôi gọi trung đội 2 trinh sát nhảy dù và trung đội 3 trinh sát nhảy dù di chuyển ngược về cầu tràng tiền cùng trung đội 1 trinh sát nhảy dù hòa nhập vào dòng áo dài nữ sinh đồng khánh nhởn nhơ qua cầu hiểu điệu thục nữ biến vào phố chợ săn lồng hàng quán bởi thói quen ăn quả vặt bên ni hàng chè hạt sen long nhãn bên nớ cơm hến bún bò bên tê bánh xèo bánh khọt mỹ nhân lượn qua hàng quán anh hùng theo bén gót trực chờ cơ hội kiến nghĩa bất vi vô dũng giả và lẩm bẩm chửi thề. Mẹ, mấy cái thằng trời đánh sao không mình đại cho rồi? Và vẫn với nụ cười cùng cái gật đầu chào hỏi thanh lịch. Ông đi qua, bà đi lại cảm ơn. Cảm ơn và không có chi, đất ư là nhảy dù thanh lịch. Út Bịch Lan, đây Thái Xuân, đang phối hợp với quân cảnh tiểu khu Thừa Thiên. Tôi nghe đây, đã quá đích thân. Tôi không ngờ trinh sát dù đóng phim tuyệt cú mèo. Đến 6 giờ chiều, tập trung tất cả trở lại tư thế và vị trí cũ, phân loại. Đào ngũ thứ thiệt, giao cho quân cảnh tiểu khu thừa thiên. Đào ngũ giả, kín đáo thay lại quân phục nhảy dù. Tiếng cười nói vang vang trên GMC. Ha, lính mình quýnh lính ta. Bị bắt rồi thả ra thả ra đi quýnh tiếp quýnh tiếp rồi bị bắt bị bắt rồi thả ra qua đã qua đã lại thêm có tiếng cãi vã than phiền như gây lộn. mẹ mày mày đã đi tao tao thấy mụ nổi tao đã lộn hai vòng rồi mắc mới gì mày còn dặn thêm một bán súng vào bụng tao vậy cũng có thêm tiếng cười khoái trá mẹ không có cái gì đã cho bằng hồi nãy Tao đủ mẹ ông thân Ông chỉ có đá đít tao Mà còn tức cười nữa chứ Tôi lại nghe tiếng quát Của Trung Ít Thông Trung đội trưởng Viễn Thám Im đi đây nè Mấy chục cái địa chỉ Và tên họ của mấy cô học sinh trung học thành nội Chia nhau ra Ngày mai viết thư cho họ Nhớ đừng có viết tục tiểu nha mấy ông có nội Đêm đó Đêm 15 tháng 5, chúng tôi tạm đóng quân ở cầu An Hòa, đường ra Quảng Trị. Không ngủ được, tôi bước xuống võng, sò chân vào giày xô, mang dây ba chạc, rút cái đèn pin bằng cây bút cấm trong túi với cái mũ sắt chụp lên đầu. Sơn Nhung, hạ sĩ nhất người miên bên cạnh, như hình bế bóng, lòn còm, bò dậy, mò trong ba lô tìm C4, bật diêm quẹt, chỉ hai phút sau tôi có đi cà phê nóng hồi trên tay trong những giây phút này tôi không có một thoáng suy nghĩ nào về cha mẹ vợ con gia đình mà tôi chỉ nghĩ đến những người lính trinh sát nhảy dù thân thương như thể tay chân của chính mình họ đã ở bên cạnh cuộc đời và đồng chia cộng khổ hiểm nguy 24 giờ ngày đêm đối diện với thần chết không biết đâu mà lường nào ai biết ngày mai sẽ ra sao trên đường chiến trinh máu lửa. Chiều nay họ còn đùa với nhau. Lính mình quýnh lính ta, tao quýnh học máu ra, cho mày tận tới già, đừng la cà phá phách ở đây nữa. Rồi ngày mai, ngày mốt, hay những ngày sau nữa, họ cùng tôi lao vào lửa đạn với địch thù thứ thiệt sống chết chỉ cách nhau như sợi tóc ông vài giây đồng hồ tôi với sơn nhung đi một vòng qua các lều thông xô giả dạ chiến trở về chỗ của mình thì trời vừa gần sáng dân chúng ở khu vực chung quanh đã thức dậy các bếp lò cũng nhóm lửa tôi vẫn ngồi đó với ly cà phê đã nguội chờ trời sáng hẳn thiếu y hiền toán trưởng viễn thám vừa đi vừa cài nút áo đến gặp tôi và nói đại úy có mấy người dân muốn gặp tôi đi ra niềm nở đón tiếp người dân xứ Huế thăm đơn vị nhảy dù phái đoàn gồm có một người đàn ông trung niên và hai cụ bà với gánh gầu trên vai thân thiện Thưa đại úy dân ở đây gọi tôi là bảy sỏi trước đây tôi là cảnh sát tịch mậu thân gia đình tôi bị việt cộng diệt ruồi tôi thoát chết được vì lúc đó tôi không có ở nhà đây là gạnh sôi đây là gạnh bánh bột lọc với nôi chè vị dạ của bà con nậu đêm qua khi nghe nói nhảy dù ra huệ xin đại ủy nhận cho anh em tuy chỉ là thực ăn đơn sơ gia bạc, nhưng là tầm lòng của dân huệ thương mệnh định nhảy dù đã xả thân chiến đấu bảo vệ huệ trong những ngày dâu sôi lửa bỏng có thêm tiếng phụ nữ phụ hòa răng mà thương như nụm rua dân huệ tôi thương lĩnh nhảy du đực rua em ăn bánh, ăn che đậu vạn hị ngọt thanh nở tôi quá xúc động và bỗng dưng tịt ngòi bèn ú ớ không thưa thốt được một lời huê mỹ chữ nghĩa ba hoa thường ngày phú lĩnh mất tiêu để đáp lễ cảm ơn tấm thịnh tình cho ra vẻ lễ nghĩa cung cách hoặc thể hiện tình quân dân hậu phương và tiền tuyến bèn phóng đá và lạ âm thanh nghẹn trong cổ họng nhưng run run tay bắt mặt mừng rất ư là cảm động thật là cảm động hồi nhỏ mai quần xà lòn trên ghế trường làng cũng có đọc qua sách vở và tiểu thuyết và lịch sử sự hình thành cố đô huế của vua gia long và những chuyện tình lãng mạn ở đất thần kinh cũng tìm hiểu chút chút phong tục tập quán hoàng triều nhà nguyễn cùng những nét đặc thù của dân huế phụ nữ huế dù buôn gánh bán bưng nhưng lúc nào cũng mặc áo dài giữ phong cách cô gái Huế, dù con nhà nghèo hay phú quý cũng vẫn một vành nón Huế nghiêng nghiêng với tà áo tím và dăm bài thơ chữ tình lãng mạn. Huế thơ mộng qua mái tóc đen tuyền, bay bay sợi tóc mai qua cầu Bạch Hồ, hay tràng tiền với dòng sông hương uốn khúc, biết đâu là mái tóc, đâu là sông hương. Huế với những lễ nghi triều chính hoàng triều, và cả chục họ của dòng tôn thất, dài, lê thê, năm chữ, sáu, bảy từ, chứng danh nghe lạ tai và thích thú. Huế cũng vẫn là quê hương tôi nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo mùa hè thiếu ăn, và tiếng hò, máy đẩy tâm sự của cụ Thúc Định, nghe buồn não ruột từ đầu nguồn con sông kéo dài lê thê như không muốn rơi rớt ở cuối sông khiến chạnh lòng nước non tuy nghèo ăn thiếu mặc nhưng dân huế không thiếu tình người không nghèo ân nghĩa tôi ân cần phụ cho cháu xin nắm sôi sôi còn nóng bốc khói thơm phức hương nếp một buổi sáng lạnh mù xương mà có nắm sôi của cụ lúc này chẳng thua gì buổi ngự thiện của vua minh mạng trong nội cung tôi nói thật chí tình mà nghe sao cứ như hài kịch quả thật vụng về không phải lúc qua hình ảnh ân cần của ông bảy sói và hai cụ bà tôi chợt nghĩ đến hình ảnh đau thương của dân huế đâu phải chỉ với Tết Mậu Thân 1968, mùa hè đỏ lửa 1972, biến cố 75, mà tự xa xưa người dân xứ Huế đã phải nhận chịu rất nhiều tai ương oan khiên như thời. Nhất giang nữ quốc bất khả thuyết, tứ nguyệt tam vương bất khả tường. Hay vua Duy Tân hỏi Trần Cao Vân tay dơ lấy nước rửa nước dơ lấy gì để rửa và quả thật là khí thiên sông núi thiên niên vận hành khuôn đúc hình hài dòng giống việt tinh anh nên khẩu khí của một vị vua tuổi đời còn thơ dài mà đã chính khí hạo nhiên bàn bạc khắp đất trời đã trẫm triệu phán nước dơ lấy máu rửa Tôi bảo thượng sĩ si tá gọi các trung đội lên nhận xôi chè và bánh bột lọc phân phối cho đều đơn vị. Trên đường vào Quảng Trị cuối tháng 5 1972, lữ đoàn 2 nhảy dù gồm có tiểu đoàn 5 nhảy dù, tiểu đoàn 7 nhảy dù, tiểu đoàn 11 nhảy dù, tiểu đoàn 1 pháo binh và trinh sát 2 nhảy dù là mũi dù chính vượt sông Mỹ Tránh theo trục từ Nam lên Bắc tiến vào Quảng Trị. Trong khi sư đoàn thủy quân lục chiến đã dạt về phía đông tiến lên cửa Việt. Trinh sát hai nhảy dù của tôi được một chi đoàn chiến xa của thiết đoàn 17 kỵ binh cõng theo đuôi tiểu đoàn 7 nhảy dù trên quốc lộ 1 tiến vào ngã ba Long Hưng. Khi còn cách ngã ba Long Hưng chừng vài cây số thì có lệnh của Đại tá Trần Quốc Lịch lữ đoàn trưởng, lữ đoàn hai nhị dù dừng lại xuống xe và chờ lệnh. Tôi không nhớ ai là tác giả đặt cái tên sau này là Đại lộ kinh hoàng vì chỉ một đoạn đường ngắn ngủi không đầy một cây số mà tôi cùng trinh sát hai nhị dù đang đứng đây dọc theo trên đường có hàng trăm hay hàng ngàn xác người dân chết đã thối rửa tuy mùi hôi thối không còn nồng nặc nhưng vẫn còn quyện mùi từ khí tanh tưởi rờn rợn trong không khí vương vấn không siêu thoát nơi này là thi thể của người đàn bà trẻ bụng to như đang có thai nằm nghiêng với xác đứa con một hay hai tuổi trong tay buông thỏng kế bên là xác bà cụ già trên lưng còn gùi đứa cháu gái thơ ấu những xác người phủ lên mặt đường chung quanh là các cụ ông râu tóc bạc phơ với áo quần rách rưới tơi tả xác người chết với xác trâu ngựa đầy trên đại lộ kinh hoàng tôi lặng người nhìn quang cảnh địa ngục có thật ngay trước mắt tôi là tác phẩm của bầy quỷ đỏ hiện thân người đã gieo rắc tai ương kinh hoàng cho người dân nghèo hiền hòa quảng trị. Nơi kia, lác đác mươi xác lính địa phương quân đã chết tay vẫn còn ôm khẩu M16. Năm ba chiếc xe đỏ cọc cạch lật nghiêng ngựa, mươi chiếc xe bò, xe ngựa chẳng gọn. Ngựa thì còn xác, bò thì không. Bao bị túi sách đồ đạc lình kình, còn cột chặt vào thành xe, không biết họ đã chết bao lâu, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng oan uổng. Vì có ai đâu còn sống sót mà vuốt mắt cho nhau. Tất cả đã chết hết. Chỉ có trời xanh, mây trắng là rõ mặt con người oan nghiệt tận số. Và loài côn trùng hoang dã dạ gậm nhấm hình hài. Không một nén hương, không lời cầu kinh đưa linh hồn về nơi không biết về đâu. Cô ra lệnh ngay tức khắc. Tất cả quân nhân các cấp, quan cũng như lính, đồng bộ bỏ ba lô xuống. Tay sẻng cá nhân đào huyệt mộ chôn tất cả xác chết này tại chỗ. Với lời khấn vái hồn thiên siêu thoát và phù hộ anh em chúng tôi được bình an sau chiến trận sẽ rất khốc liệt nay mai vào cổ thành Quảng Trị. Chỉ hai tiếng đồng hồ trong khi chờ lệnh lữ đoàn, thì trinh sát hay nhảy dù đã hoàn thành được một nghĩa địa không tên tuổi, không bia mộ, không nhang đèn hương khói tiễn linh. Chỉ với xót xa cho những oan hồn uổng tử, và sao nghe cay cay ở khóe mắt mà muối xót trong lòng như tiễn biệt người thân thương những bằng hữu lên đường tôi ở lại tôi xin chấp tay yên lặng cúi đầu không nói được dẫu một lời vụng dại trong hồn tôi xương phủ mấy nhịp cầu thứ mai một tay với cái xẻng tay khác đang gạt những giọt mồ hôi trên trán cười cười hỏi tôi hôm nay mình chôn họ ngày mai ai chôn mình đây đừng nói gỡ có nội tôi ngồi tựa lưng vào lề đường sơn nhung lại pha cho tôi một ly cà phê tôi móc điếu thuốc lá ba con mèo châm lửa thâm tâm lý luận cụt mày là mày tao là tao mày là địch tao là địch của mày trên trận mạc tao không bắn mày thì mày cũng bắn tao như một quy luật bất biến của chiến tranh nhưng cớ gì chúng mày có thể xả súng vào số đông người dân nghèo hiền hòa vô tội đang trốn chạy tử thần một cách dã man như loài dã thú như thế này nhìn những nấm mộ vừa mới lấp mắt tôi đã nhạt nhòa bóng mây mờ ảo lung linh bất thần bàn tay tôi nắm chặt bá súng với tiếng vọng căm thù âm thầm từ đâu đó. Ôi, quảng trị điêu linh đất nghiệt hình, thôn xóm rên xiết xác người trong biển lửa. Này chị, này em, cha mẹ ông bà, may mắn sống như hoang đường chuyện cổ. Dòng máu chuyển căm hờn, ôi đau đơn. Quảng trị điêu tàn thống thiết bi thương. Ta sẽ gan, bẻ cật nguyện lời thề mai về quảng trị sát thù, phơi đầu súng vào đến quảng trị tôi chợt nhớ tới lời kể tâm tình trọ trẻ với thổ âm cưu mang nhiều dấu nặng của ôn lệnh hồ sung lô lọ rượu của trung tá nguyễn lô tiêu đoàn trưởng tiêu đoàn bảy nhảy dù đại úy võ bình nha kỹ thuật họ đã chào đời và lớn lên tại Quảng Trị với những ngày tháng thời niên thiếu. Tao đi mòn dép trên những con đường thị xã, nắng gắt buồn sao sát tiếng gà gáy trưa, hay thả đôi mắt tinh nghịch, có chút mơ mộng mông lung nhìn buổi chiều mưa giăng giăng mù mịt không thấy được bên kia bờ sông thạch hãn thật sự hơn 4 năm qua lăn lộn trong cuộc chiến, tôi chưa thật sự biết nỗi căm giận và thù hận là gì. Xâm nhập vào chiến khu C, bắt được ba cán gái y tá thanh xuân. Chữ đó đối xử tử tế cho anh uống đàng hoàng. Chờ trời tối, ra lệnh dẫn ra bìa rừng bắn bỏ. Toán thi hành, chỉ bắn vài trang đạn chỉ thiên bâng quơ rồi trở vào như không thấy, không biết trả số phận của họ cho định mệnh. Nhiều lần bắt được tù binh khi giải giao cho an ninh quân đội nhảy dù, tôi đều ghi rõ tự thú đầu hàng, không có kháng cự để tránh cho họ không bị tra khảo đánh đập khi hỏi cung. Một lần toán viễn thám theo dõi dấu vết của một tên Việt cộng kinh tài. Học vào nhà, bắt tại trận vào lúc nửa đêm. Hắn khai báo đơn vị du kích, vị trí đóng quân của hắn một cách thành thực. Bà mẹ già của hắn với đôi tay run rẩy bần bật, đang đun nước sôi. Người vợ đang bồng đứa con cho con bú. Với đôi mắt sợ hãi van lơn cầu khẩn đường kiếm có sắc bén lạnh lẽo tàn độc cỡ nào cũng không nỡ hạ thủ một kẻ đã xa cơ thất thế tay đao có oan nghiệt ngất trời cũng không nỡ tàn bạo giết chết đứa bé sơ sinh nếu tôi giải giao hắn qua tay đơn vị 101 hay phượng hoàng thì không những chỉ có riêng hắn bị tù tội mà là tất cả gia đình hắn bị ảnh hưởng di lụy còn đâu mái gia đình êm ấm nữa chiều hôm đó tôi thả hắn đi với lời giả vờ thịnh nộ đi đi đừng quay đầu nhìn lại hắn hai tay chấp trước ngực lầm lũi vừa chạy đi vừa run rẩy chỉ sợ một tràng đạn sau lưng kết liễu đời mình chờ cho đến khi bóng dáng của hắn khuất phía sau bên kia đồi tôi ngoảnh mặt nhìn lại. Thấy vợ hắn vẫn còn đang cho con bú, với dáng quỳ mọ bên cạnh bà cụ già khóc không thành tiếng. Họ không phải là đối tượng chiến tranh của trinh sát hai nhảy vô. Chúng tôi âm thầm rút lui sau khi để lại cho họ. Chục hộp ra sông C. Không biết trong trái tim của mỗi một con người có bao nhiêu ngăn. Nhưng tôi biết chắc trái tim của bọn cộng sản vô thần chỉ có một ngăn duy nhất chứa cùng một lúc những tên đồ tể như Stalin, Mao, Hồ. Nó được đào luyện phép đã tôi như thế đấy và chất chứa vô lượng căm thù giết chóc như biểu tượng quốc ca của chúng. Thề phanh thay uống máu quân thù và thèm khát máu tươi của dân lành vô tội thế kỷ 21, đương đại văn minh, loài người đang tiến hóa hướng thượng và sống hài hòa với nhau. Thế mà chúng cứ mãi u mê, lặn ngập trong máu lệ xáo thịt, nhồi da như loài ngạ quỷ dưới địa ngục. Thật hoang tưởng cho cái tương lai thiên đường xã hội cộng sản và biểu tượng đại vô học, não trạng tay sai ngoài mang rõ nét khi tên lãnh tụ hồ chí minh đã xác định tôi nào có tư tưởng gì đâu tất cả bác mao đã làm hết rồi để chứng thực lời nói hắn đưa quyển mao tuyển cho cẩn thận dưới trướng xem Quỷ vương đã thế bầy tôi thần còn tệ hơn với đặc thù căn tính nô lệ ngoại bang tên tổng bí thư lê duẩn phát xú ngôn chúng ta đánh đây là đánh cho trung quốc đánh cho nga Xô. và đây biểu tượng văn hóa giới sĩ phu bắc hà tên tố hữu đao phủ văn nghệ đại diện cho giới trí thức ngựa hắn thổ thơ khóc ông xịt talin ông xịt talin ơi ông xịt talin hay tin ông chết đất trời còn không thương cha thương một thương ông thương mười chứng kiến cánh đồng xác người dân bị cán binh việt cộng bắn chết trên đại lộ kinh hoàng tôi bắt đầu biết căm nhận và thù hận không phải riêng tôi mà tất cả binh lính của trinh sát hai nhảy nhù của tôi cũng cùng như thế sau khi họ đã cùng tôi chôn lấp hàng ngàn xác chết của thường dân vô tội trên đại lộ kinh hoàng trước khi vào quảng trị. Chúng tôi bỗng trở thành ngây ngây say say bờ nhiệt huyết, quyết tử chiến với quân thù, chứ không khát máu như quân thù. Mắt đổi mắt, mạng đổi mạng. Cho nên, khi vào quản trị và cổ thành, tôi chỉ ra lệnh ngắn gọn, giải giao tại chỗ. Tôi không muốn thấy một tên Việt Cộng nào đứng hay ngồi trước mặt tôi đối với bọn quỷ dữ trầm luân khát máu chúng ta cũng cần thiết phải sát máu và say máu mới đương đầu với chúng nó được trong trường hợp này tương nhượng nhân nghĩa là đồng nghĩa với tự sát và là người ngu tốt bụng có phải đây là một yếu tố tinh thần giúp cho quân lực việt nam cộng hòa giữ được con tôm an lộc và quyết tử để quyết sinh quân ta đã tái chiếm cổ thành Quảng Trị, làm tròn nhiệm vụ bảo quốc an dân. Ôi, Quảng Trị tan hoang buồn sao sát, trăng soi âm u lành lạnh cổ thành, gió hiu hắt thổi qua điêu tàn đổ vỡ. Nhưng bắc quân đến đây hủy gặp người. Chúng đã gặp người chạm mặt thử thần nhảy dù và những đơn vị tinh nhuệ thiện chiến chủ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa như 81 biệt cách dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, thiết giáp, pháo binh, sư đoàn một bộ binh nhất kiếm trấn ải, không quân Việt Nam bảo quốc trấn không, hải quân và nghĩa quân, địa phương quân, cảnh sát chiến đấu kiên cường, đã tống tán hồn xác bắc quân bay theo tiếng súng thành phố huế trở lại yên bình nhưng người dân xứ huế sẽ không bao giờ quên những gương mặt khát máu nguyễn đắc xuân hoàng phủ ngọc tường hoàng phủ ngọc phan nguyễn thị đoan trinh tôn thất dương tiền lê văn Hảo với những hầm hố chôn sống tập thể nạn nhân hắc quỷ chào đời tại huế lớn lên làm giặc truy lùng giết người Huế. Ôi, nỗi oan khiên thống khốc nào hơn. Người dân Quảng Trị trở về ngôi nhà đổ nát, ruộng vườn điêu tàn sơ sát, cố gắng kham khổ gây dựng lại cuộc sống vốn đang nghèo nàn, nam lũ tự thuở nào. Còn đâu những người thân yêu với nồi ngô khoai ấm lòng buổi chiều, đông giá lạnh, rét mướt, và mùa nóng bức gió lào thổi bay cát bụi như muốn toét mắt liệu họ có thể quên được hình ảnh tang thương trên đại lộ kinh hoàng khi mà cha mẹ vợ con đã chết trên tay họ trước họng súng đại liên của bắc quân bắn giết đồng bào dã man gấp ngàn lần bọn gestapo của đức quốc xã vì gestapo không bao giờ tàn sát người dân đức hỏi bùi tín vũ thư hiên dương thu hương trần mạnh hảo nguyễn huy thiệp và gần đây nhất bên thắng cuộc của huy đức có nhìn được cái mặt trái bảo tàn của việt cộng và những sư phụ stalin mao hồ đã sản sinh loài cộng sản một sản phẩm cấu vật tàn hại con người khủng khiếp mà bút nghiên giấy mực và ngôn ngữ của người văn minh không thể nào lột tả hết được ngàn năm trước không có ngàn năm sau chắc cũng không có hiện tại di hệ lớp hậu duệ hai ba thế hệ sau này vẫn phải mang dòng giống khát máu dân lành khiến cho cả một dân tộc việt nam vốn hiền hòa nhưng quật khởi nay mai phải chờ đợi ngày nhà hán tràn xuống rồi thành lập An Nam tỉnh Bang dưới sự cai trị của Hán Triều Đô Hộ Phủ. Và lịch sử sẽ chép bọn Man Di ở Nam Giành có tổ tiên là Thượng Phụ Mã Viện Phục Ba Tướng Quân và mẫu là Cù Thị. Biết đến bao giờ có một vị anh hùng áo vải lam sơn xuất thế đây tại đội hai trinh sát nhảy dù là như vậy đó say máu trên chiến trường thanh lịch trong thành phố trong một buổi sinh hoạt chiến tranh chính trị của đơn vị khi tôi đang thao thao đề tài tình quân dân như cá với nước bỗng một giọng miền trung kàn khàn bên dưới hỏi tôi cả mà không được cả chết được mà không cả thì răng hờn đại ủy một chút lúng túng tức cười, tôi chợt khôi hàng. Nước mà không cá thì nước cũng chết luôn. Làm cả đơn vị cười ồ vui không tả được. Không có dân làm gì có nước. Nên dân vi quý, xã tắc thứ chi là trúng phóc. Không tự viết chí lý ở chỗ này. Những ngày cuối tháng 3 năm 1975, Lữ đoàn 1 nhảy dù lữ đoàn 3 nhảy dù đang tà dung hữu đột với cộng quân ở thường đất phía tây đà nẵng lữ đoàn 2 nhảy dù đang chấn giữ đèo phước tượng tin ban mỹ thuật đã mất hiệu của lục chiến sẽ bỏ quảng trị sư đoàn nhảy dù rút về sài gòn tin tức với tin tức chẳng có tin nào được vui tôi đứng trên ngọn đồi cùng với đại tá nguyễn thu lương cách đèo phước tượng vài trăm thước với cái ống nhòm nhìn xuống con đường ngoằn ngoèo từ đại lộc lăng cô chân đèo hải vân với tâm trạng chán trường buồn bã lại những hình ảnh chạy loạn giống như đầu năm 1972 tái diễn hàng đoàn người xe lam xe đỏ xe bò chen chúc nhau trên con đường đèo nhỏ hẹp xuôi nam họ cứ đi đi mãi không biết đi đâu chỉ biết họ đang chạy giặc giặc từ ngoài Bắc vô đây bàn tay nhuốm máu đồng bào một tháng sau ngày 30 tháng 4 75 số phận của toàn thể quân dân miền Nam bị an bài đại tá Nguyễn Thu Lương vị đại tá nữ đoàn trưởng tài năng đạo đức có thừa kính yêu của chúng tôi đã rơi vào tay bọn quỷ đỏ. Thân xác chúng ta sơn đuôi, lữ đoàn phó không biết nằm ở nơi nào đó trong vòng đai bộ tư lệnh tiền phương của tướng Nguyễn Vĩnh Nghi Phan Rang. Trinh sát hai nhảy dù chúng tôi cũng cùng chung số phận vỡ tan từng mảnh vụn. Cả đại đội may mắn trở về hậu cứ, bọn vẹn duy nhất trên một chiếc trực thăng cấp cứu tình quân dân như cá với nước. Quân đã như vậy, thủy tận, nước đã cạn, ngư diệt. Cá muốn sinh tồn, chỉ còn thế bươn chảy ra biển khơi tự lực cánh sinh. Còn nước thì theo vận nổi trôi, nay đã trở thành những dòng sông đen rác rưởi hay những dòng sông đỏ loang đầy huyết lệ. Ôi, những dòng sông của thời thanh bình hay chiến sự đã chạy quanh chuyên trở biết bao niềm kỷ niệm nay đã thế nào rồi. Hỡi thạch hãn, hương giang, mỹ Chánh đau thương như một quá khứ nhạt nhòa với ngũ đỏ và chiếc nón lá che nghiêng hé trộm nhìn. Tà áo dài thướt tha, bay bay trên cầu tràn tiền. Em tan trường về, anh theo ngọ về. Trinh sát hai nhảy dù đã gắn liền tâm hồn mình với dân Huế, dọc dài suốt bốn năm trong khói lửa chiến trinh. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể trở lại Huế thân yêu để đóng phim trước những tiếng cười khúc khích tinh nghịch của các nàng, văn khoa, luật khoa của Huế hay chỉ là mơ thôi. Trương Văn Út, Mũ Đỏ, Út Bạch Lạc